Trong 60 năm hình thành và phát triển, các nhà văn Việt Nam luôn là người đồng hành cùng lịch sử dân tộc. Trải qua hai cuộc kháng chiến cam go cho tới khi đất nước giành độc lập, bước sang thời kỳ đổi mới. Ở thời kỳ nào, nhà văn cũng là người luôn hết mình với sự nghiệp cách mạng, thực sự giữ vai trò là những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận văn hóa tư tưởng. Thì tôi nghĩ rằng 60 năm nhìn lại, các nhà văn Việt Nam hoàn toàn có thể yên tâm và có thể tự hào nói rằng chúng tôi thực sự là những đứa con của dân tộc mình đã chiến đấu bằng cái thứ vũ khí mà tạo hóa ban cho, đó là cây bút. Cũng trong buổi lễ kỷ niệm, những tác giả, dịch giả có những tác phẩm có giá trị, để lại nhiều dấu ấn trong tiến trình phát triển của nền văn học Việt Nam được tôn vinh. Đây cũng là dịp để các nhà văn, các tác giả có cơ hội gặp gỡ và giao lưu với nhau trong ngày hội của mình.